Ủa sao em bận áo áo cưới ra xong ai cũng xa lắm em mất vậy. Đây quý vị coi nè, coi nè. Trời ơi, mấy chị ở đây, mấy chị đứng qua một bên xa lắm em luôn vậy, không ai tới gần em luôn vậy trời. Đứng cạnh là bị tiền á. Cái này em không mang giày nha. Dạ mẹ, nặng quá. Cái này bao nhiêu ký vậy chị? Chục ký luôn quý vị. Trời ơi, có đầm cô dâu mà nó thiết kế rất là cầu kỳ luôn. Rất là đẹp. Chào quý khán giả của kênh YouTube Hồng Trâm Official. Ngày hôm nay thì Trâm đang có mặt tại áo cưới Linh nha. Đó, đây mọi người có thấy không? Trời ơi, một cái áo cưới rất là xinh đẹp luôn. Đang được trưng ở đây, quá lộng lẫy luôn ha. Đây, và ngày hôm nay Trâm tiết lộ với mọi người luôn là Trâm đi lựa áo cưới cho một người bí mật. Và người đó là ai? Ai ai thì chúng ta một hồi chúng ta sẽ biết nha. Bây giờ chúng ta sẽ vô khám phá ha. Đi. Đúng rồi, chị có đặt lịch trước rồi đó. Dạ, dạ chị cô có thử đồ cưới cho mình hay là à, đồ cưới cho mình hả? À chị chưa có cưới nha. Dạ. Hôm nay là chị có đặt lịch ở bên Linh Nga của mình để mình lên lựa một cái áo cưới. Dạ. À, cho một người rất là đặc biệt với chị. Dạ. À, chị đi lựa giùm thôi. Dạ, để em mời chị vô xem hành động không mấy. Dạ. Lấy cưới đẹp quá. Chừng nào mình mới bỏ áo cưới này ta, chắc còn lâu lắm. Đi thôi. Trời ơi, siêu đẹp luôn. Quá trời lấp lánh rồi. Dạ chị, bên em mà có cách dầu như là của Linh thì Diamond và Bình Gold đó, thì có mẫu thì mà chị lựa chọn em có thể chọn mẫu xong có thể thử. Ừ. Dạ, để bây giờ chị tả về cái người đó cho em biết ha. Dạ. Cao cỡ chị, không thấp hơn chị một xíu, bự hơn chị một xíu, đó để cỡ đó thôi. Bây giờ em cứ hình dung chị xong rồi em cứ lượt một cái váy nào đó xong rồi em tưởng tượng ra là cái người đó to hơn chị chút xíu thôi là được rồi. Chứ không là người ta tưởng hôm nay mình đi lựa áo cưới cho mình nữa. Xinh quá, cho chị mượn cái này được không? Mẫu này là túc chén đó chị. Nó dành cho những cô dâu mà có những cái form mình nó vừa phải mà nó cũng khoe ra được cái vòng một cho nó sexy hơn. Em nó to lên một xíu cho tao không nghe. Dạ thì lấy cho chị mượn hết. Thấy chưa? Thấy chưa? Bả với còn không tới nữa, để tôi, thôi để tôi cho. Thấy chưa? Dạ rồi. Đây. Vậy thì mình có thể chạy qua bên phòng đó. Trời ơi quý vị ơi, cái đầm này nặng bao nhiêu ký vậy bé? Dạ, nó cũng khoảng cỡ chừng 3-4 ký. Dạ. 3-4 ký hả? Dạ. Trời ơi, mình cứ được bận thử không em? Dạ được. Đây là cái người bí mật đó thử. Dạ, chị cũng có thể thử đó. Em biết sao không? Đáng lẽ là ngày hôm nay dẫn người bí mật nó đi rồi. Nhưng mà tại vì bí mật cho nên không có tiết lộ được với lại quý vị khán giả. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ lên mình lựa trước. Và mình, tại vì Trâm có hứa là Trâm sẽ tặng cho chị một cái váy cưới trong ngày. Chắc chắn, à, đúng rồi, lỡ nói người chị rồi hả? Thôi kệ, nhưng mà chị nào thì không biết đúng không? Thì Trâm có hứa là sẽ tặng cho chị một cái váy cưới trong ngày cưới của mình. Thì mình sẽ mình đi lựa. Và bây giờ thì Trâm đang ở Linh Nga và Trâm đang muốn lựa một cái váy cưới thiệt là lộng lẫy luôn. Làm sao mà để trong ngày đám cưới của chị phải là người lộng lẫy nhất. Trời ơi, không biết cái này hợp không á. Mình vô gương kìa. Wow, đẹp quá. Mình có nên thử không ta? Em ơi, mình có cái nào đơn giản nữa không em? Cái này nó lộng lẫy, nó đẹp quá. Mình sẽ lựa cho chị, tại vì mình biết cái tính của chị là sẽ là một thích một cái gì đó đơn giản, nó nhẹ nhàng hơn. Thì mình sẽ lựa một cái mẫu nó nhẹ nhàng hơn một tí nha. Còn cái mẫu này thì phải nói là quá lộng lẫy luôn á.
quá đẹp luôn quý vị. Đẹp không, đẹp không? Ở đây nha, tiết lộ nha, ở đây váy cưới đẹp lắm, rất là đẹp, rất cầu kỳ. À, cái này là đơn giản đúng không chị? À, bây giờ chị thử cái này đi ha. Đây, quý vị, là một cái váy đơn giản hơn nữa nè, đơn giản nhưng mà rất là sang nha chị. Giờ vô chị thử luôn hả? Thử dùm cho ta nha, thử dùm. Ôi, đẹp dã man. Khoai lại được không chị? Khoai lại được không chị? Khoai lại được hả? Được không? Ủa, em đi thử cho người ta mà sao giống thử với em vậy trời. Chị ơi, cái chị ấy, chị to hơn em đi chị. Ủa, thấy gì mà ôm keo đẹp dã man luôn à. Mà không hề bị khó chịu luôn á quý vị. Ôi, xoay một vòng á. Chị này chỉ thấp hơn em một tí, cho nên là chắc là mình sẽ nói ở bên đây thiết kế cái váy nó ngắn ngắn lại một tí nữa ha. Ủa sao em bận ngắn áo cưới ra xong ai cũng xa lắm đi mất vậy. Đây quý vị coi nè, coi nè, trời ơi mấy chị ở đây, mấy chị đứng qua một bên xa lắm em luôn vậy, không ai tới gần em luôn vậy trời. Đứng cạnh là bị kìm á đó mà. Được không chị? Em qua đấy hỏi ý kiến mấy chị qua đây giùm em đi, trời ơi ngại cái gì không biết nữa. Ngại quá, ở bên đây mấy chị ngại. Ông ngại, ông qua em qua mấy chị á. Được không chị? Xuất sắc chị. Xuất sắc. Đẹp không chị? Đẹp. Đẹp không em? Dạ đẹp. Chị thiết kế đẹp không chị? Dạ, dạ em hợp chưa? Không chị, em không lựa cho em. Em lựa cho một người chị bí mật. Đó. Sau này em... Dạ, sau này em mà cưới thì em cũng sẽ qua bên đây lựa áo cưới. Tại vì bên đây đồ cưới rất là đẹp. Đây là một cái váy rất là đơn giản thôi nha, mẫu đơn giản nhưng mà không hề bị chìm nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ thử một cái váy mà gọi là lộng lẫy hơn thì nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ lựa hai cái, một cái lộng lẫy, một cái đơn giản thế, để mình coi thử là cái chị bí mật đó chị sẽ hợp với lại cái váy nào nha. Thì Trâm thử cho quý vị xem, rồi quý vị cho Trâm một cái bình luận coi thử là Trâm bận cái váy nào thì sẽ đẹp hơn, dễ thương hơn. Nhưng mà dành là dành cho người bí mật nha, phải dành cho Trâm. Nhưng mà mọi người coi thử cái váy nào sẽ sang hơn, đẹp hơn ha. Bây giờ sẽ thử một cái váy lộng lẫy. Ok, ai chụp hình đó, được luôn. Trời, bình thường bận đồ manly quen rồi, bữa nay tự nhiên bận váy thấy đó. Bận vô, đặc biệt là khi mà mình bận cái áo cưới trên người của mình đó, tự nhiên mọi người biết Trâm bị gì không? Bị muốn chồng. Bị muốn chồng có nghĩa là muốn lấy chồng. Ủa xinh quá ha. Có cái eo nhỏ xíu rồi. Đẹp không? Em ăn được trước đây nè. Bây giờ em sẽ mặc một cái lộng lẫy nào vậy chị? Chắc có tay hay là không có tay? Có tay. Em mình có lượt không? Bây giờ chờ xíu nha, mình sẽ chụp hình cho chụp hình lại coi là cái dáng nó phía sau như thế nào. Chị có lượt con cho em chờ cái đầu em cho nó bỏ một tí. Đẹp không cả nhà? Ở đây đẹp không ạ? Mang con ốc cũng quen luôn rồi nè. Ủa, trong đây có chị ra đây có một cái hình váy cưới đẹp dã man. Hình như đây là xoài nè, như là bé xoài đúng không? Ủa dậy quá. Vậy chị bây giờ em chụp hình vậy là em được dạy vô đây hả chị? Không, thiết kế, nếu mà thiết kế cho cái chị bí mật của chị á sẽ có một bản thiết kế thêm. À, vậy là bây giờ em chụp hình thì em vẫn được kéo vô đây luôn đúng không? Không được hả? Chị nói không được cho quý vị. Khi nào chăm cưới thì mới được nha. Khi nào em cưới là lần gấp 3 nhờ là như vậy giùm em nha chị ha. Dạ. Gài hàng trước. Dạ bây giờ chụp ha. Áo ai nào hợp không?
gì ông nhắn cho em đi này kia. Bạn được cưới mà đeo đôi tay này là không có hợp đâu. Tháo đồng hồ ra luôn nè. Rồi giữ luôn. Cả nhà, giờ mình sẽ thử cái thứ hai nha. Và cả nhà nhớ chọn giùm mình coi cái nào xinh hơn nha. Cái này em không mang giày nha. Dạ mẹ, nặng quá. Cái này bao nhiêu ký vậy chị? Chục ký luôn quý vị. Trời ơi, cái đầm cô dâu mà nó thiết kế rất là cầu kỳ luôn, rất là đẹp. Chắc phát hiện ra là ở bên trong này nó có một cái lầu, mà không phải là đồng, không phải đồng chim, là một cái lầu để mà nó tạo một cái gọi là sao ta? Đồ xòe, đúng rồi, tạo một đồ xòe cho cái váy. Quý vị thấy là cái váy này thì nó sẽ rất là lộng lẫy so với cái váy hồi nãy. Váy hồi nãy thì nó đơn giản hơn. Đó. Giờ không biết là chị bí mật là chị sẽ thích cái đơn giản hay là thích cái này. Thì hy vọng là khi Trâm làm cái clip này lên thì quý vị khán giả sẽ cho Trâm một cái sự lựa chọn, đó là váy đơn giản hoặc là váy cầu kỳ. Trâm thì Trâm thấy cái váy cầu kỳ này thì nó rất là sang trọng, rất là đẹp luôn. Em mua ba lê được không á chị? Mua ba lê được luôn. Ghê chưa? Mua ba lê được luôn á. Chết cha rồi chị, hồi nãy em quét về em có lau nhà gì của mình không vậy? Cái này mình ngồi xuống vẫn được đúng không? Đẹp ha. Ôi, cái này là mình thiết kế từ hàng gì đây? Swarovski gì đúng không? Dạ. Rồi, ở trên cái váy này có bao nhiêu hạt? Trời ơi, mấy chục ngàn. Mấy bà nhân viên ở đây mới hiền dễ sợ luôn. Hỏi mà bác, bác muốn cười hoài luôn à. Chỉ biết đây là gắn rất là nhiều hạt Swarovski đúng không? Đó, rất là đẹp. Trời ơi, mà đám cưới thì mình đứng chứ đâu có ngồi đâu. Ông mai mốt có đám cưới, ví dụ như đám cưới mình nói chị bí mật á, chỉ ngồi một chỗ thôi. Còn ai vô chụp hình đó thì ngồi, người ta ngồi cái bên đó. Chứ giờ đứng sao nổi, nặng quá mà. Trời, một lần đám cưới là cực dữ vậy luôn hả ta? Em thấy mà cô dâu chú rể người ta đám cưới người ta thay một lần 4-5 bộ đồ, chắc muốn xỉu luôn á. Eo quá nhỏ, nhờ bận áo cưới mà mình mới biết được là cái eo mình bữa nay nó quá nhỏ. Nhớ chụp hình lại em kìa, chụp hình lại kìa. Wow, quý vị ơi, cái này đẹp quá à. Đẹp cả mang luôn á, thích quá à. Cái này mình mua về mình bận mỗi ngày được không ta? Được chị, bận đi nấu ăn. Mua đồ này về nấu ăn cũng được nè. Anh có chụp hình không anh? Em đang nghỉ luôn, anh chụp hình em đi. Em chụp hình em đi, em coi thấy lên hình kia em bật áo cưới đẹp không để em biết. Mai muốn em cưới qua đem lựa đồ. Dạ, áo cưới nào cái chậu kiểm sao luôn á. À để tay tay cưới lên luôn anh. Chị, một bộ này mình may trong vòng bao nhiêu lâu vậy chị? Một tháng mà. Một cái váy cưới là ở đây là may một tháng mà may theo size của từng người được luôn. Ở đây cũng có rất là nhiều bộ áo cưới sẵn luôn, ở đây mình có thể tới thuê cũng được luôn. Đó, phần trăm thì Trâm sẽ quyết định là tặng cho chị bí mật một cái váy cưới. Chụp hồi ngủ luôn nè. Thank you.
rồi, ok. Đố quý vị, mình đang ngồi tướng gì trong đây luôn. Ngồi tướng kiểu đang ngồi trong đây nè, không ai biết chưa. Tại máy này động quá mà sẽ biết được. Thôi đem coi thử đi anh, coi mặt em có bị đơn nữa nè. Biết vậy mất cướp lồng lộng lên rồi. Kỹ đúng không? Mang mốt của mình là mình phải thử một lần 20 bộ. Quan trọng là mình thử nổi hay không. Ở đây có rất là nhiều bộ, rất là nhiều mẫu, rất rất là đẹp. Cho nên là mình tới đây mình phải thử hết luôn. Đó. Mai mốt ở đây có khoảng 50 bộ đúng không em? Thử hết 50 bộ nếu là mình cưới. Còn này cho lựa cho chị bí mật thì bây giờ mình lựa hai cái. Mình thử là mình đã thấy đuối rồi. Đó. Biết vậy hả? Đừng có bí mật gì chơi cho mệt. Kêu chị bây giờ hả? Em có này bất ngờ tặng cho chị nè, cái lôi chị tới đây cho chị thử luôn. Còn lần này là mình thử giùm cho chị luôn. Rồi bây giờ khi mà up lên YouTube đảm bảo là chị sẽ rất là bất ngờ. Đó, đây là cái váy cưới thứ hai. Và quý vị cho Trâm biết được là cái váy cưới đầu tiên hay là cái váy cưới này sẽ đẹp hơn nha. Hiện giờ Trâm đang ở Linh nha. Đó, một thương hiệu đồ cưới rất là nổi tiếng luôn. Thì khi mà mình tới đây mình thử đồ và mình tặng cho chị một cái váy cưới ở đây, đảm bảo là chị sẽ rất bất ngờ. Lúc đó chị sẽ bật khóc và ôm mình, yêu thương mình thấm thiết luôn. Rồi bây giờ thì kết thúc clip ở đây, là quý vị cho Trâm biết là cái váy đầu tiên hoặc là cái váy này, cái váy nào xinh hơn, cái váy nào sẽ hợp với lại người bí mật đó. Và đặc biệt là quý vị sẽ đoán giùm Trâm là người bí mật đó là ai nha. Bye bye.